Xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn đã trở lại với cái kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay trong chuyên mục xe tải mới, mình muốn mang đến cho anh em quý khách hàng một siêu phẩm đến từ thương hiệu TMT với một chiếc xe tải 990kg hoặc 700kg với cái giá rất là rẻ nha anh em, chỉ khoảng 140 đổ lại là mình đã sở hữu ngay một em TMT DFSK này, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 với 990kg và xe có chiều dài thùng lên đến 2m7 đó. Thì một chiếc xe giá rẻ để anh em đầu tư khởi nghiệp kinh doanh rất là ok và có hỗ trợ qua ngân hàng nha anh em, nhưng mà mức vay nó khoảng cỡ 60% đó. Mức sơn màu xanh rất là đẹp, thùng mưa bạc, xe tải nhẹ, chạy động cơ là bằng xăng nha đó. Cầu nó nè, cung gầm cũng rất là cao đó. Một chiếc xe mình cảm thấy cũng khá là tuyệt vời để anh em đầu tư khởi nghiệp. Khoảng cách gầm nó là 160mm. Thì đây là một cái thùng mưa bạc tiêu chuẩn đóng từ nhà máy TMT Cửu Long. Thì cái dòng xe này với chiều dài thùng là 2m7, chiều ngang là 1m450 và chiều cao là 1m510, và kích thước tổng thể của nó là 4m460 và 1m570 và chiều ngang và chiều cao là 2m280. Đó với gần kích thước tổng thể, kích thước thùng với chiều dài thùng là dài 2m7, tải trọng 990kg đó. Đây một chiếc xe tải nhẹ giá rẻ với khoảng 140 triệu đổ lại, có hỗ trợ ngân hàng vay trả góp cho anh em với mức đầu tư khá thấp để mình kinh doanh khởi nghiệp. Xe có đường kính mâm của nó là 13 inch đó. Cái mâm nó là 13 inch nha anh em. Và cái vỏ nó là 155/80. Đây là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường thôi, một lớp toa lan kẽm và sắt cũng xương sắt. Một thùng mưa bạc tiêu chuẩn bình thường sàn sắt có dập sóng nha. Đó, một chiếc xe tải nhẹ giá rẻ để anh em đầu tư khởi nghiệp, xe chạy bằng xăng. Thì khi mà chọn những con xe mà nhẹ nhỏ mà giá rẻ như thế này thì TMT luôn luôn là sự lựa chọn của những anh em mới đầu khởi nghiệp. Đấy, nội thất thì kính quay tay thôi, ghế hai chỗ ngồi bọc nỉ đó. Logo của cái Đông Phen, cái nhà máy Đông Phen ở Trung Quốc. Đây là cái sử dụng cái khối động cơ của Trung Quốc nha. Đó, một chiếc xe tải DFSK 410T với số 5 số tiếng và một số lùi. Đó, hộp số sàn 5 số tiếng số lùi, xe không có máy lạnh theo xe nha. Đó, một chiếc xe dùng quạt gió thôi, một xe tiêu xe tải nhẹ tiêu chuẩn thôi. Đó, một chiếc xe mà giá rẻ để anh em khởi nghiệp với một cái xe tải mới mà của cái thương hiệu Nhật Bản hay là Hyundai thì nó rất là giá rất là cao. Thì mình đầu tư một cái xe tải của nhà máy Việt Nam TMT lắp ráp trên cái động cơ của Trung Quốc Đông Phen thì mình cảm thấy cũng vẫn còn rất là yên tâm hơn. Đây là cái động cơ của nó, động cơ xăng với cái động cơ này với dung tích của nó nè anh em, dung tích xi lanh của nó thì nó khoảng là 1 lít đó. Và công suất của nó là 43 kW tại vòng tua 5002 và moment xoắn lớn nhất của nó là 91 Nm tại vòng tua 2008 đến 4000. Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng đó, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đó. Một chiếc xe tải nhẹ 990kg hoặc 700kg với thương hiệu TMT DFSK 410T đó, động cơ Đông Phen của Trung Quốc, một chiếc xe tải nhẹ giá rẻ 140 triệu đổ lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của bên mình.